về nhà hả? Nhà con đây hả? Con ơi, chào mọi người. Chào mọi người, không chưa kịp thấy mặt nữa. Harry ơi, chào mọi người. Con giới thiệu đi, nhà con đâu? Rồi con qua đó, con qua đây nè. Rồi con giới thiệu đi. Đây là nhà của con. Rồi con đang ở đâu vậy? Ở chung với ai? Cô nào vậy? Cô nào? Đâm ban quá hay đâm ban vậy? Ông bà nội. Về dưới quê ông nội. Trời ơi, biết lăn mồi cho ông nội để câu cá luôn nè. Harry ơi, con có thích không? Trời, nãy giờ con câu được bao nhiêu con rồi? Con wow. Trời ơi, biết nắm luôn hả? Sướng luôn nha. Trời ơi, lần đầu tiên Henry được đụng vô cá đó, chứ ở nhà đâu mẹ đâu cho đụng đâu. Trời ơi, làm mồi cho ông đó. Dễ thương quá. Ba hôm nay nhìn ba đúng là kiểu dân câu cá chuyên nghiệp luôn nha. Ngư dân luôn. Đây hồ cá nhà mình đúng không? Harry ơi, Harry ơi, hôm nay nhìn con mất cười quá à. Nhìn trưởng thành á. Nhìn lớn quá. Cá rô, cá rô.